giờ tụi nó đích nào xuất hiện ra là mình sẽ làm thịt luôn anh em à. Wow, quá là đã anh em à. Có được cả những anh hồi máu này anh em à. Mình không biết anh hồi máu là anh nào ở trong đây nữa anh em. Phải không? À, cái này nó sẽ hồi máu lại cho cái tòa nhà của mình anh em à. Còn anh phù thủy này là thằng này nó hồi máu cho tem này anh em à. Chiến binh nè, khiên nè, bắn cung nè, lửa, kiếm. Wow, đít dồn cái là có luôn nha anh em. Ủa? Nào bắn cung khí thế như nè anh em. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ làm gì tiếp bây giờ ta? À, tụi nó đã xuất hiện rồi anh em à. Mày, mày hả bưởi? Trời ơi, quá dễ anh em à. Đứa nào nhú ra là mình dứt liền anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục cái channel của mình và mình là 69gaming. Ok, quay trở lại với một cái tựa game Stitch Legacy anh em ạ. Mấy bữa nay thì nhóc con mình nó hay chơi cái tựa game mà lắm. Cho nên là bây giờ mình sẽ tải về và mình trải nghiệm thử xem sao. Đây mà hiện tại giờ mình đang sử dụng một cái bản hơi mod xíu. Đó, mình có thể là mình có hơi nhiều kim cương xíu anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cái đống lính của mình lên cho nó nhanh hơn xíu. Chứ bây giờ mình cày cuốc thì nó có vẻ như nó hơi lâu quá anh em. Hối thúc thợ mỏ. Cái này không biết nâng bao nhiêu thì sẽ maximum đó anh em. Bây giờ thì mình sẽ cứ mua đại đi, tại vì mình tiêu thì nó cũng không hết kim cương thì phải anh em à. Kim cương của mình thì nó vẫn không tuột anh em, nó vẫn vậy anh em. Ui. Sao mình mua tới 100 mấy đâu mà nó vẫn không hết anh em à. Nó vẫn còn nguyên si à. Wow, cái này là cái gì đây anh em? Cái này là một cái tiệt chiêu hay sao anh em à? Là một trong những cái tiệt chiêu hay sao anh em à? Ở đây thì mình có thể là trang phục nè. Wow, mình có thể là mua trang phục nha anh em. Mua luôn. Mua luôn. Mua luôn anh em. Mua luôn. Wow. Trời, còn nhiều nha anh em. Mình cứ mua hết đi. Tại vì mình muốn đâu có tốn kim cương đâu anh em. À, trang bị. Đây, bây giờ mình sẽ trang bị cái cây xịn sò bò cười nhất anh em à. Đây là một cái cây này là cái cây gì mà nó không biết cái gì nữa. Cái này thì mình sẽ mua cho những con lính của mình. Đó, cây kiếm màu xanh nha anh em. À, vậy là cái hồi nãy, ủa hồi nãy là mình mua cho cái con nào vậy ta? Hồi nãy mình mua một trong những cái này, à cái cây này, à đúng rồi cái cây này đây mà, cái cây ghiều nha. Đó thì bây giờ mình sẽ mua hết cái đống này luôn. Ôi quá đã này mà, rồi mua hết luôn nha anh em. À, ok mua xong nha anh em, toàn bộ trang bị tím hết nha anh em. À, bây giờ thì mình sẽ mua hết cái đống luôn nha anh em. Ở đây, bên đây gương này nè, cái gương này thì mình sẽ sử dụng cái gì ta? Mở gương. Wow, mở gương thì mình cần phải nạp mới được anh em à. Phải nạp mới được. Ủa, mở được không ta? Đúng rồi anh em ơi, mình mở gương rồi mình cần phải tốn cái gì đó. Mở không gương, ở cái này mình mua gương đâu ta? Ồ, mua gương phải nạp anh em à. Ngọc, để mình xem thử có chỗ nào để mua gương hay không anh em. Bộ bên đây là ngọc anh em. Gương, cửa hàng, để mình xem để cửa hàng nó có bán gương không. À, 10 gương này thì mình cần phải tốn là 120k anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp hết cái đống này lên đi anh em, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vụ mở gương sau nha. Mình không biết là mua những cái này làm gì đó anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ chiến đấu đi. Kho, trong kho này có gì không ta? Ô cái này là gì trời, mình không biết cái này là gì nha anh em. Nâng cấp thử đi. Trang phục, à ở chỗ này là gắn trang phục gì đó anh em à. Cửa hàng đây, ở đây thì mình có hết rồi. Ủa sao bây giờ mình không biết là gắn với cái này vô sao anh em. Túi thợ mỏ, cuốc chim sẵn sàng. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình sẽ chiến đấu đi anh em. Để mình xem thử đi. Đầu tiên thì nó sẽ cuộc chiến bắt đầu. Cung nỏ tuyên bố rằng bắn tên chính xác sẽ hạ gục, mức chúng sẽ gục ngã trước khi có cơ hội đứng lên. Ok. Wow, của mình trang bị hẳn cái màu tím luôn kìa anh em. Để mình xem thử mấy con lính lát của mình nó có cái bộ đồ màu tím hay không nha. Ở đây là bên bên địch nha anh em. Cái này là mới bắt đầu game thôi. Wow, ôi, nó mặc đúng cái bộ đồ hồi nãy mình nâng cấp này anh em. Cây cuốc chim màu tím nha. Mỗi lần nó gõ như vậy đây mình lít cho đây thì nó sẽ gõ nhanh hơn rồi nè. Mà cái sau này là cái gì ta? Huấn luyện hai lính chùy. Ok đó, mỗi lần đi về nó sẽ được 100 đồng anh em. Đây mình lít cho đây hình như là nó sẽ khai thác nhanh hơn nè. Cây màu tím anh em, mình thấy còn những cái bản mod là nó không có cái giới hạn, không không có tốn tiền khi mà mua lính luôn anh em. Mà còn mình thì mình vẫn tốn tiền mua lính. Ở đây thì maximum luôn em, mà ở dưới này thì có thể là mua nhiều hơn so với cái con số 50 luôn em. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng hai con này để mà tấn công, để mình xem thử hai con này nó có mạnh hơn sau khi mà mình mua trang bị cho tụi nó cái bộ trang bị màu tím hay không nha anh em.
Ok, nó khá là trâu luôn anh em à, rất là trâu bò, tụi nó đã bỏ chạy rồi anh em à. Wow, mày ra bưởi tấn công anh em à, để mình triệu hồi thêm một thằng đàn em nữa nha anh em. Đây thì mình có hai thằng đang khai thác anh em à. Wow, game dễ vãi, mình nghĩ là mình sẽ win. Mày ra bưởi, ui có khả năng hồi máu luôn kìa anh em. Wow, vậy thì nó sẽ khá là trâu anh em à. Mày ha bưởi, ôi ôi mấy lính bắn khung này mà gặp mấy thằng cầm cận chiến là nó coi như nó xong phim rồi anh em à. Rồi trận đầu tiên win khá dễ, tại vì mình có nâng cấp của tụi đàn em của mình lên đó anh em, cho nên là tụi nó khá là trâu. Ủa tiếp tục, wow lên một cấp nó cho mình hẳn 134.000 kim cương luôn anh em à, quá là nhiều. Nó mở khóa một cái gì vậy anh em? Nó mở khóa lính bắn cung nha anh em, và cái này nó sẽ mở khóa thêm cái tấn công và phòng thủ nữa anh em à. Ủa cái này mình nâng cấp sao ta, mình không biết nâng cấp làm sao luôn anh em à. Nâng cấp, cái này mình không có điểm anh em, cho nên là bây giờ mình cần phải tốc độ khai thác, mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành mỗi màn để có thể là có được cái điểm đó nha anh em. Cửa hàng, để bây giờ mình xem thử có gì để nâng cấp hay không. Ủa, còn cái này là mình không biết sao anh em, mình mua khá là nhiều cái này nhưng mà bây giờ mình không biết sử dụng sao này anh em à. Và ba cái này nè, gương, gương thì hiện tại giờ mình không biết kiếm gương ở đâu. Đây cần phải có sao để có thể là nhận được một cái gương miễn phí nha anh em. Ở đây thì mình không có được tặng rerun anh em mà, mở gương không gương nè. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển của mình chơi cái chế độ gọi là zombie anh em à, đêm một người sống sót. Ok, để mình xem thử cái này sẽ chơi như thế nào đây anh em à. Chắc là mình sẽ tấn công cái đống mộ này để mà sao ta gọi là sinh tồn anh em à. Đây tụi nó tấn công rồi anh em à, mình sẽ mua thêm những anh em lính bắn cung của mình để mà phòng thủ anh em à. Mình nghĩ là lính bắn cung nó sẽ ok hơn, tại vì mình không cần phải tiếp cận với lại tụi nó, mình vẫn có thể là tiêu diệt được tụi nó anh em à. Hồi nãy là có cái ông già ông chết rồi nè, ông đã héo queo rồi anh em à. Còn bây giờ thì mình còn lại chiến binh Sparta, kiếm sĩ với lại một anh bắn cung, và mình vừa mới mua thêm một anh bắn cung đó nha anh em. Zombie tụi nó đã tấn công rồi nha anh em, chậm, chống hết headshot các kém. Mình cố gắng mình bắn headshot tụi nó là được anh em à. Đêm một anh em à. Đây, mình càng phải sống sót càng nhiều càng tốt. Ủa, cho tụi nó tấn công ra đây sao ta? Ê, chết rồi, chết rồi. Ê, ôi, ôi cái thằng này nó đi ra ngoài này nó đào đá rồi anh em à, tấn công. Tấn công. Ui, phòng thủ sao ta? À, phòng thủ đây rồi anh em à. Chà. Cái tội tụi khai thác mỏ nó đi ra tới ngoài này nó khai thác luôn kìa anh em à. Gầu thiệt chứ. Ủa, cái tụi này nó không có sử dụng theo những cái vật phẩm hồi nãy mình mua được anh em à. Đây, chiến binh Sparta nè. Quay trở lại phòng thủ thôi anh em. Tụi nó đông lắm. Mình sẽ lại phòng thủ xíu, mình sẽ mua thêm ông pháp sư này anh em à, mình sẽ comeback cái ông pháp sư lại nha anh em. Mình sẽ mua thêm những anh em bắn cung nữa, mua thêm nhiều nhiều mấy anh em bắn cung để mà phòng thủ thôi anh em à. À tụi nó không có quýnh mấy cái thằng lính đầu vàng của mình à. À có quýnh nha anh em, có quýnh nha. Wow, headshot luôn mới ghê chứ anh em, quá là ghê. Cái này đã không biết làm sao có thể kiếm được nhiều tiền đấy anh em. Trời ơi, nó bắn vô bụng rồi mà nó vẫn còn bò được. Hay thiệt. Đúng là zombie có khác rồi nên mà phải bắn ngay não để nó thì tụi nó mới bị tiêu diệt được nha anh em. Đây, sau khi bắn xong thì những cái cung sẽ còn không dính. Wow, mình đã sinh tồn được thành công cái ngày thứ nhất nha anh em. Được được cái gì đây? Wow, ủa, bạn đã mở khóa được anh bắn cung của mình mà mình đã mở khóa được anh bắn cung rồi mà ta. Ủa, cái này mình cũng mở khóa rồi mà ta. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp thêm cho anh bắn cung nha. Trang phục. Trang phục, ủa, nãy mình trang bị hết cái đống này vô mà ta. À, đây cái khung màu tím là anh đang mang cái khung màu tím này nè mà. 20 sinh lực, tốc độ cộng 10% tốc độ di chuyển, kích thước túi mỏ nâng cấp. À, mình sẽ nâng cấp cái đào đi nè mà. Còn tốc độ di chuyển thì mình sẽ để sau nha. Quất tiếp anh em à. Ủa. Đêm 2 chưa? Phục kích. Quân đội các bạn đang bị tấn công bởi người bản địa của vùng đất này, hãy tiếp viện đến lúc đó hoàng hôn hay không cự đến lúc đó. Ok, wow, ở đây thì mình chỉ có chiến binh cái gì đây, à
tăng tốc đào mỏ anh em à. Trời ơi, tụi nó đào rồi anh em à. Đào quá xá đào vậy nè. Wow, tụi nó tấn công mình rồi anh em à. Chết rồi. Rút quân. Wow. Mua thêm mấy anh em chiến binh ra mới được anh em à. Tụi nó ba thằng rồi anh em à. Ba thằng cụ bắp. Trời 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 trời. Mấy lính bắn cung này nó bắn gì ghê vậy nè anh em. Rồi, mấy anh em đào mỏ được hết rồi. Tấn công. Trời ơi, tụi nó. Ủa, nãy mình mua ra được mấy cái anh em đánh gần người ta. Sao mình không thấy đâu hết trơn rồi nè. Phòng thủ. À, tụi nó rút được kìa anh em à. Mấy anh em mình xuất hiện rồi nè. Thì cái tụi hồi nãy là cái tụi hỗ trợ mình thôi nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ wow, sử dụng mấy cái này anh em à. Cái này là cái gì đây? Mở không? Mình mở hết cái đống ra luôn nha anh em. Mình không biết cái đống này là cái gì. Trời ơi, chịu hồi 500 anh em ra anh em à. Có cả ôi ôi là trời. Nó kêu gọi anh em ra kìa anh em. Quá xá đông luôn rồi anh em à. Bây giờ thì mình sẽ tấn công tụi nó. Trời ơi, mưa bắn rồi anh em. Bắn bấy bá luôn anh em à. Quá dữ, chiến binh Sparta đồ này kia kiểu rồi. Dấu vàng, dấu bạc, kiếm này, phù thủy này kia kiểu anh em à. Bây giờ thì mình sẽ chiếm nhà tụi nó luôn anh em. Chiếm nhà tụi nó luôn nha. Đây, giờ tụi nó đứa nào xuất hiện ra là mình sẽ làm thịt luôn anh em à. Wow, quá là đã anh em à. Có được cả những anh hồi máu này anh em à. Mình không biết anh hồi máu là anh nào ở trong đây nữa anh em. Phải không? À, cái này nó sẽ hồi máu lại cho cái tòa nhà của mình anh em à. Còn anh phù thủy này là thằng này nó hồi máu cho tem nè anh em à. Chiến binh nè, khiên nè, đó, bắn cung nè, lửa, kiếm. Wow, đít vô cái là có luôn nha anh em. Ủa, nào bắn cung khí thế như nè anh em. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ làm gì tiếp bây giờ ta. À, tụi nó đã xuất hiện rồi anh em à. Mày, mày hả bưởi. Trời ơi, quá dễ anh em à. Đứa nào nhú ra là mình dứt liền anh em. Bây giờ chỉ đợi kết thúc trận chiến thôi anh em à. Mình sẽ chiếm đóng căn cứ được nó luôn anh em. Thì cái này là mình sẽ sử dụng mấy thằng lính hồi nãy mình mua ở trong kia anh em. Đây, mua thêm một mớ mấy anh em. À, thì cái là mình mua mấy cái này á, thì nó sẽ không có tính vô trong này anh em. Nó có thể là vượt mức được nha anh em. Quá là ngon. Wow, nãy giờ mình mua hello nha anh em. Quá đông rồi anh em à. Mình có cách nào đưa mấy anh bắn cung này về không ta? À, mình có thể là điều khiển được nha anh em. Mình có thể là điều khiển được mấy anh em này nè. Đó, trở lên trước lên sau này anh em à. Quay về phòng thủ. Wow, 500 anh em quay về phòng thủ lẹ. Rồi, à, mình có thể là bỏ điều khiển được nha anh em. Đây, cái nút điều khiển nè. Tụi nó hết dám ra vậy mà. Quay trở lại phòng thủ nhà thôi anh em. Ôi ôi, chiến thắng luôn kìa anh em. Nhanh vãi. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì tiếp bây giờ ta. Nâng cấp lên. À, nâng cấp một chiến binh bắn cung lên. Rồi, hết điểm rồi nha anh em. Còn cái màn nào khó hơn nữa không ta? Cái này thì bây giờ là mình sẽ phòng thủ với lại cái màn kiếm này anh em à. Kiếm sĩ trong truyền thuyết. Wow, tụi nó kìa anh em. Ôi chết rồi. Đợt này thì mình không có thể là mua được mấy thằng lính đánh thuê nữa rồi anh em à. Chiến này nó không cho mình mua rồi. Làm sao bây giờ ta? Làm sao để có thể là nhanh hơn được đây anh em? Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng phòng thủ đi, xíu nữa mình sẽ tấn công sau. Vậy là có những cái màn ở cho mình mua để mà thuê lính mấy thằng lính kia. Còn có những màn ở này không có nha anh em. Headshot. Ôi không headshot rồi anh em à. Ngay hết chuối nè anh em à. Ngay quả chuối của nó luôn. Rồi, ok. À đây nó cho mình thuê lính rồi anh em à. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Chịu hồi 500 anh em ra. Quá đông anh em à. Quá đông. Rồi xong phiên nó gọi anh em à. Tấn công luôn rồi. Nhanh gọn lẹ. Ôi ôi. Game mod xong cái chán vải anh em à. Quá bá đạo anh em. Bá đạo trên từng hạt gạo. Bây giờ là gọi là mình win. Muốn win lúc nào cũng được anh em à. Trời ơi. Hay ta. Có vụ mà dùng khiên để mà đỡ mũi tên ở phía trên đó nè anh em à. Hay nha anh em. Best game anh em à. Hàng chiên nhóc con mình nó khoái quá. Nó chơi hoài luôn anh em.
Ok, anh em nào thích mình chơi tiếp cái tựa game này ấy, thì đừng quên comment bên dưới cho mình hay, và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem nhé anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.